Thanh Bạch ở tuổi 63, con người ở trần gian của tôi đã chết. Lần hiếm hoi sau 3 năm, MC Thanh Bạch mới mở lòng trò chuyện. Cuộc sống hiện tại của anh bình yên, không màng danh tiếng, học điều hay mỗi ngày và vui vẻ bên con cháu. Cuộc sống của anh thời gian qua như thế nào? Tôi vừa có chuyến về quê sum họp bên mẹ, các em, con trai, con dâu và hai cháu nội ở quê nhà Vĩnh Long. Chuyện thời nay đôi khi quên, nhưng chuyện xưa nhớ không sót thứ gì. Tôi đã dành trọn vẹn một ngày để trò chuyện, đọc thơ, ca hát với mẹ. Tôi 62 tuổi, nhưng ở bên mẹ không khác gì đứa trẻ. Sau đó tôi và gia đình con trai lên lại Sài Gòn, đi du lịch Đà Lạt. Tôi học hỏi không ít từ cháu nội 7 tháng tuổi, từ việc bé luôn quan sát trong đám đông người, xem ai đáng tin cậy, mới cười lại, hay cách bé quan sát cả nhà đi lên xuống cầu thang mấy ngày liền trước khi tự bỏ lên. Tôi giờ như người học lại từ đầu, từ thời đại mới, từ chính mình, từ bất cứ ai tôi gặp. Tôi sẽ viết sách dạng sổ tay bỏ túi, là tinh chất của nghề MC đúc kết từ những gì quan sát hai cháu nội. Mỗi cuốn về một mảng, như MC sự kiện, sân khấu, đám cưới truyền hình. Nói như thể anh đã chuẩn bị cho hồi kết của mình. Tôi hay quan sát hoa dầu bay, trong hàng trăm hoa rơi xuống. Vì sao có cái rơi xuống đường, có cái lại rơi vào đất cỏ? Vì chúng ta có quá trình bay. Từ chủ nghĩa khắc kỷ mà nói, tôi cũng như cái hoa dầu. Vậy nên tôi sẽ chuẩn bị cho quá trình rơi của mình, để đáp đất thật đã đời. Ở một nghĩa nào đó, ông Thanh Bạch cũ đã ra đi rồi. Người đang trò chuyện với bạn hôm nay là tinh hoa còn lại, vì con người tôi đã hết hạn ở trần gian này. Con trai, con dâu và hai cháu nội giống như món quà trời tặng cho tôi vậy. Con trai là sư phụ của tôi, nó bảo gì tôi nghe nấy. Con dâu giống như nguồn nước, tưới cho mệnh cây của tôi tươi tốt. Các em gái tôi là những hành tinh lạ với năng lượng siêu tích cực. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi hay bận, tôi làm anh nuôi các em như một người cha. Nhờ vậy các em gái hôm nay là nguồn năng lượng sạch, không vướng bận tham sân si của trần gian.